cái gì đấy? Cái này nó là cái nấm mộ vô người nhẫn mà. Có lâu rồi. Sau bác ưng lấy thì mình mời thầy về làm cái lễ, xong mình bốc nó đi. Thế thôi. Hay là bác vẫn băn khoăn cái việc cả cái mảnh đất đẹp như thế này mà vẫn không thể bán được cho ai? Ý cậu muốn nói là cái mảnh đất này đang có vấn đề về pháp lý đúng không? Không, giấy tờ là hơi bị ngon đấy. Chỉ có cái này với cả mấy cái chuyện lặt vặt. Cậu có thể nói rõ hơn được không? Thấy bác hiền lành, em mới kể đấy. Theo như lời kể của bà nội em thì chủ cũ của cái mảnh đất này là nuôi yêu quái. Ui dồi. Là một con chó trắng. Vào những đêm trăng, nó vẫn đội mũ cầm gậy mà gào tơi đi lanh quanh ở dưới mấy cái góc nhãn này này. Khiếp. Nhưng mà không sao, mảnh này rẻ, bác đầm cho em. Sau này nhỡ làm ăn lụi bại hay là đau ốm ấy thì mình cứ thành tâm mời thầy về làm cái lễ, không sao đâu. Như cái thằng cha chủ đất ấy, vô thần vô thánh mới phải ngại. Lại thêm cờ bạc rượu chè, bao nhiêu năm nay có mỗi đứa con gái, có thêm một thằng con trai nào đâu. Nói chung là bác thích thì cứ đâm. Em thấy bác là cứng vía đấy. Người mới sợ chứ ma hiển khô mà. Thôi được rồi, có gì tôi gọi lại sau nhá. Vâng. Bù lão. Ơ kìa, việc này người ta liên quan gì mình? Đi. Đi đâu? Đi theo em. Tiền của em đâu? Tiền? Cứ nhìn thấy người là thấy tiền rồi. Mà tháng này đi tiếp khách hơi bị nhiều đấy nhá. Thì phát sinh mấy cái vụ đưa thằng mến đi karaoke, massage dịch vụ. Sao phải tốn thế? Ngỡ cái thằng đấy mấy lít rượu quê là xong. Đừng có đắm đò giật mệt. Chỉ tiếc thì giữ lại đi. Đây chỉ vì việc chung thôi, đừng có kiểu sách mé. Sao phải cáu thế? Đấy là chị nhắc chú thế thôi. Đừng có phí vào mồm cái thằng ấy làm gì. Chốt cho nó nhanh rồi giải tán đi cho xong. Biết gì chú đâu. Mà này, vụ này mà để lọt mất mảnh nhà thằng Mến ấy thì tất cả các phi vụ khác cắt. Cắt hết. Anh đoán đôi á? Anh tính kỳ chưa? Không lằng nhằng. Giảo chân lên. Vợ tôi nó đang đến rồi. Vào việc đi. Mà đất này nó là đất của tôi chứ không phải của nó đâu mà cần nó phải ký. Nhưng mà thủ tục người ta yêu cầu thế, mình phải chấp hành chứ lại. Sang tiền đi. Vợ chú đã ký đâu. Nhỡ nó dở chứng thì làm sao? Bà chắc lép thế nhở. Nó không ký tôi cầm tay bắt nó ký. Sang làng đi. Ký đây. Cơm rạch việc. Không phải vì bị mấy thằng khách bỏ bom với đang cần tiền làm ăn thì không có cái giá ở đâu nhá. Rẻ lắm đấy. Tôi đã tăng lên cả hai giá rồi còn gì nữa. Này, công chứng xong rồi thanh toán hết. Tiền mới thơm thế. Giờ tha hồ chăm lo cho vợ con, đầu tư kinh doanh. Xem cả cái nàng hội này, ai dám coi thường thằng Mến nữa.